tên Among Us xanh kia, tao mới là thật. Ê, đừng hòng, tên Among Us đỏ kia, tao mới là thật đây này, ngươi là giả. Ôi, đánh nhau kinh thế nhở. Ôi, sao tự dưng lại có hai con Among Us đánh nhau ở đây nhở? Chết rồi, không biết con nào có tốt, con nào có xấu nữa. Mình phải về báo với anh Tân Paris mới được. Vì anh quá yêu em quá thì em mình đợi em về. Ôi, ai nhờ, con gái nhà nào cũng trông khấu thế nhờ. Thích cả năng thích rồi. Em xin lỗi anh ạ. Không sao, em xinh em có quyền, anh tha lỗi cho em. À mà, em ơi, em xin tiếp cho anh một cơ hội theo đuổi em được không? Trời ơi, khán giả kênh Tân Paris bảo Trinh yêu nhiều rồi. Nên bây giờ Trinh không yêu ai hết đâu. Với lại, ui giời, người gì đâu mà vừa đen vừa xấu này, ai thèm yêu? Yêu Nightmare San đi mà, Nightmare San cũng đẹp trai chứ bở. Ôi em ơi, em ơi. Có chuyện gì? Ê, hết sức bình tĩnh rồi, thế anh đang làm cái gì đây? Anh đang nằm nghỉ mát ở đây thì tự dưng mày chỉ xô vào ấy. Thế có việc ngươi gì? À anh ơi, vừa nãy em gặp có hai con Among Us đang đánh nhau ở đằng kia anh ạ. Among Us à? Vâng. Ôi giời, chết rả rồi, tao này anh đang nghiên cứu với Among Us đây. Thế à? Among Us là nguy hiểm lắm. Có con thật, có con giả, có con tốt, có con xấu, lẫn lộn hết lên, không phân biệt được đâu. À mà anh ơi, cái vừa nãy nhá, em còn gặp cái con gì ấy, nó có bốn đuôi anh ạ. Bốn đuôi á? Vâng. Sàn bốn đuôi à? Vâng, đúng rồi, có con sàn, nó đen xì xì, nó xấu lắm anh ạ, nó còn có bốn đuôi. Ôi, em phải cắt đuôi nó ngay nhá, sàn bốn đuôi chính là Nightmare San đấy. Ui thế à? Hóa ra em gái kia chính là Trinh, em gái của Tân Paris. Vào được. Ôi bây giờ em từ chối hắn rồi à? Vâng. Thế thì tình hình căng đấy, tên này ác độc. Trinh, hóa ra em chính là em gái của Tân Paris. Bây giờ em nghe anh hỏi đây này, em có yêu anh không? Nếu như không yêu nhá, anh sẽ đánh cả hai anh em. Chết dở rồi, nó lại đánh anh em mình rồi. Anh, Nightmare San này là như thế nào đây anh ơi? Đây, để anh mô tả cho em hiểu. Đây này, em nhìn thấy chưa? Đây chính là Nightmare San hay còn gọi là San ác mộng nhá. Rất nhiều anh em kêu yêu cầu mình làm, đâm ra là ui dồi ôi, nó hắn đòi đánh mình như này anh em ơi. Ây ôi, đánh chưa anh em ơi, anh em cứ xô mình làm tên Nightmare San này. Tên Nightmare San này nhá, toàn thân là màu đen luôn. Nhớt, yêu ơi. Đấy, đặc biệt nha, hắn có 4 cái xúc tu anh em ạ. Đây này, 4 cái xúc tu đặc biệt này. Ây ôi, đấy, đặc rồi. Tên Nightmare San này có em trai chính là Dream San nha anh em. Hắn này, tên này này có tính cách là tiêu cực và ngạo mạn cực kỳ luôn. Hắn lại còn hay dụ dỗ những cái san xấu ấy, như kiểu là Dust San rồi Kino San nữa. Anh, sao Dream San thì đẹp trai hào hoa như thế mà anh trai của hắn thì vừa xấu xí vừa đạo ác? À trời, chết rồi. Cả hai anh em đều thích mình rồi. Chết rồi. À, cái tên Dream San em trai của ta lại dám thích Trinh à? Láo, quá láo. Anh em ơi, Nightmare San này có màu đen ấy là do hắn ăn phải một cái quả táo đen, thế là bắt đầu là toàn bộ thân hình từ khuôn mặt cho đến hình thể là biến thành màu đen, xong lại mọc thêm bốn đuôi xúc tu này nữa. Chứ không á, trước khi biến thành màu đen này, hắn với Dream San trông rất giống nhau luôn. Trời ơi, người ở đâu vừa đen vừa xấu, ai thèm yêu. Ôi Trinh ơi, thế bây giờ tình hình là em có cố gắng thích được tên Nightmare này không? Rồi, thế anh lạy mày đấy, mày không cố gắng thích được à? Cứ đánh anh em mình đi. Không thích đâu, xấu lắm anh ơi. À Trinh, hôm nay em quyết tâm không thích anh đúng không? Vậy thì anh sẽ cho anh em nhà Tân Paris nhận bọn xúc tu. Ôi em ơi, nó trưởng rồi. Xúc tu hắn đánh đau lắm. À, xem chiêu thứ hai của Nightmare San ta đây. Ta sẽ biến thành khổng lồ để rất đẹp các ngươi. À, biến thành khổng lồ rồi. À, Tân Paris, ngươi dám coi thường ta. À, ta sẽ cho ngươi ăn đòn xúc tu. Ủa, anh ơi, nó biến thành người khổng lồ thôi. Ủa, anh em mình phải làm sao đây? Cao quá em ơi, tôi em lùi lại để anh lên đánh chiến xem có được không? À, nhận đòn đi Tân Paris. Đừng, tôi có làm cái gì đâu. Ai rồi? Ôi, các bạn ơi, tên Nightmare San này mạnh quá. Anh ơi, anh em ơi, anh ơi,
sắp đứt rồi. Anh bảo này, em ơi, bây giờ nó mạnh lắm, em cố gắng phấn đấu làm sao mà trả vợ yêu nó đi được không? Mình chỉ một lúc thôi để nó về phe mình. Em có thể giả vờ yêu nó được. Ừ, được rồi, em lên. Người biết điều đấy Tân Pri, ta sẽ thu nhỏ lại. Ngươi đã sợ sức mạnh khổng lồ của ta chưa? Bây giờ có yêu không? Ta đồng ý. Thế mới được chứ lại. Anh yêu chính. Anh em đâu vào đây, anh em đâu? Đây. Này mày xem vào đây. Tân Pri, cậu cần tôi xử lý thằng quỷ nào? Nai Mien San, cậu bình tĩnh. Đây, tôi sẽ nói cho cậu về tên quỷ mà tấn công chúng tôi. Con quỷ mà tấn công chúng tôi đang xuất hiện ở đây ấy, có một con quỷ xấu, đó là con quỷ đầu ớt. Đây, cậu nhìn hình thể nó này. Đây, cụ thể đây. Cậu nhìn chưa? Đây là hình mẫu của những ớt khác nhau này. Đấy, rất nhiều ớt nhá. Trong hai con ớt khác nhau, cậu hiểu không? Thì không biết con ớt nào là thật, con không biết con nào là giả, không biết ai là tốt, không biết ai là xấu. Thực ra cái tên ớt này là một gọi là một cái game ấy, một game của hãng Inner Slot. Trong cái game này ấy thì tất cả các nhân vật là được hóa thân vào những phi hành gia, nhưng mà có phi hành gia tốt, có phi hành gia xấu. Những cái ớt xấu ấy luôn luôn tìm cách để hãm hại ớt tốt. Ok anh ơi, sức mạnh của con quỷ đầu ớt này là gì anh? Tên quỷ đầu ớt này nha, em để ý nó có con mắt rất là to. Đấy, thì nó có một cái chưởng laser ra từ mắt này. Đấy, chưởng phi dao này, chưởng bắn súng, và thậm chí đập búa. Tóm lại con này rất đàn ông. Thế Tân Pri, bây giờ nhiệm vụ của mọi người là như thế nào? Được rồi, Nai Mien San, cậu trật tự. Trinh, bây giờ em giỏi về công nghệ, về vật liệu nữa đúng không? Vâng. Em nghiên cứu cho anh là cấu tạo của tên quỷ đầu ớt này, và vật liệu của từng bộ phận của nó là như nào nhá. Thậm chí bộ máy hoạt động của nó là như nào. Ok, thôi đi. Nai Mien San, tôi bảo này, tôi đã biết được cái nếm đòn cái sức mạnh trưởng xúc tu với lại trưởng khổng lồ cậu rồi. Tôi hơi bị nể đấy. Bây giờ nha, tôi với cậu sẽ kết hợp sức mạnh với nhau, bàn chiến thuật để chiến đấu với tên quỷ đầu ớt này nhá. Ok, đi nào. Này, tôi bảo này, tên quỷ ớt này như anh em mình đã phân tích ấy, là nó có thể bắn trưởng dao này, trưởng laser này đấy, rồi trưởng đạn nữa. Tôi dùng cái khiên của Captain này tôi đỡ được hết. Thế còn cậu chuẩn bị gì chưa để đấu nó? Ôi giời ơi, tôi có trưởng xúc tu làm gì không sợ đâu. Xúc tu của cậu đôi khi không tác dụng đâu, bởi vì là tên quỷ đầu ớt nó cao lắm, làm sao cậu đánh tới? Cao lắm cả. Anh thế thì tôi lại có khả năng biến thành người khổng lồ. Trời ơi, biến thành người khổng lồ đánh nhau với nó sao thế? Đôi khi thì về mặt hình thể, về mặt chiều cao nhá, thì cậu có thể cao bằng nó, nhưng mà sức mạnh chưa chắc cậu đấu lên được nó đâu. Tôi đây, bảo này, cái vấn đề thứ ba đây này, tôi có khả năng hồi sinh nha, nó đánh tôi chết nhưng tôi lại sống lại, sợ gì nữa, đẳng cấp không? Thế là cậu có khả năng hồi sinh. Được đấy, cái khả năng đấy hay đấy. Các bạn ơi, theo như mình tìm hiểu thì con quỷ đầu ớt này là xuất thân của nó là một phi hành gia. Thiết bị bảo vệ của nó được làm từ vật liệu siêu cứng composite, đó là vật liệu cứng nhất hiện nay luôn. Ngoài ra nhá, là nó được pha trộn giữa polypropylene với 10% kẽm và 20% sợi carbon. Các bạn biết thế nào không? Chất này nó nóng chảy ở 199 độ C. Phần thân của nó căng bóng như này là do lớp sơn phủ có công thức là nano bạc các bạn ạ. Đấy, do vậy để tấn công nó thì ta có thể là phá hủy vật liệu siêu cứng ở đầu nó, hoặc là phá bỏ lớp sơn phủ có công thức nano bạc. Anh em sẵn sàng để chiến đấu với tên quỷ đầu ớt chưa? Sẵn sàng rồi anh ơi. Nhưng mà anh ơi, bây giờ có hai con quỷ ớt, thế thì mình làm sao phân biệt được con quỷ ớt nào là con quỷ tốt, con nào con xấu anh? Đúng rồi, đầu tiên phải lọc ra là quỷ nào tốt, quỷ nào xấu đã. Anh có cách rồi, anh có cái máy phát hiện nói dối, em hiểu chưa? Bây giờ đến hang ổ của nó rồi đây, anh sẽ tìm được con nào xấu, con nào tốt cho anh em xem đi. Vâng. Ngươi định làm gì ta, Ngươi bị kết liễu rồi, hey! Ngươi bị kết liễu rồi, giờ này ngươi biết ta là kẻ xấu thì cũng đã muộn rồi. Ôi trời ơi, anh em ơi, mình đến muộn rồi. Tên ám mong ớt xấu này đã hại chết ám mong ớt tốt rồi. Tên ám mong ớt xấu kia, hôm nay tôi sẽ đấu với cậu nhá. Ôi trời ơi, hắn bắn ra nhiều dao quá. Ta đã bảo mà, anh em ơi, mình có cái khiên này giữ rắn lắm, bao nhiêu dao của hắn bắn ra mình đỡ được hết. Anh ơi, cẩn thận nó bắn laser kìa. Anh biết rồi. Ôi trời ơi, laser mạnh quá anh em ơi. Ta đã bảo mà, ngươi không làm gì được ta đâu, cái kiếm này. Nhưng mà bây giờ sao tấn công được nó nhỉ? Này mẹ, cậu dùng súng tu tấn công nó đi. Được rồi, Tân Pri, cậu lùi ra để tôi lên. Tên Amon Earth kia,
Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm trường xúc tu của Nai Mê San. Gây. Ôi trời ơi, Tân Pari ơi, hắn trúng trường xúc tu rồi nhưng mà yếu lắm bởi vì là còn ở xa quá. Rồi, thế thì cậu biến thành khổng lồ đi, lên đấu với nó cho nó gần. Đúng rồi anh ơi. Được rồi, Tân Pari, để tôi biến thành khổng lồ. À, tên quỷ kia, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi xúc tu của ta. Hắn không sao nhỉ? Tân Pari ơi, Tân Pari, tôi đã cho nó nếm mùi xúc tu rồi nhưng mà cái mặt của nó cứng lắm. Ôi trời ơi em ơi. Ôi chết rồi, sao căng bây giờ? Quá, tình hình này biến thành khổng lồ mà còn không thắng được này. Vâng. À rồi, có cách rồi. Dạ. Em nghiên cứu là cái đầu của con Amongus này là nó nóng chảy bao nhiêu độ? 199 độ C anh ạ. 199 độ C. Vâng. 199 độ C. À, anh biết rồi, cái xúc tu của Nightmare có thể bắn ra cái tia lửa nhiệt là 220 độ C. Được rồi. Nightmare, cậu dùng xúc tu nhá, bắn ra cái tia lửa nhiệt 220 độ C về phía đầu của nó nhá. À ok, Tumbri, tôi hiểu rồi. À, tên quỷ ở mong ớt kia, ta sẽ cho người nếm mùi nhiệt từ xúc tu của ta. Ý ôi. Tăng rồi. À, lên 220 độ C rồi này. Ôi dồi ôi, nóng quá, không thể chịu được rồi. Ôi sắp nóng chảy mất rồi. Ôi Nightmare San ơi, xin tha cho tôi đi, tôi nóng lắm, tôi không chịu được nữa đâu. Tên Among Us này ngươi biết điều đấy. Ta sẽ tha cho ngươi. Tân Pari, bây giờ nó thua rồi đấy, bây giờ làm như nào? Em ơi, Nightmare đánh thắng rồi em ơi. Thắng rồi. Đuổi nó đi. Nightmare ơi, cậu nương tay cho nó, cậu đuổi nó đi là được. Đúng rồi. À, tên quỷ đầu Among Us kia, ngươi có một lựa chọn duy nhất này. Bây giờ nhá, con mau tự đi không, hay là ta lại bơm nhiệt tiếp. Tôi xin đi, xin tha cho tôi. Đi mau. Ôi thắng rồi. Được rồi, em ơi. Tâm Pri ơi, tôi thắng rồi đây, tôi đuổi nó đi rồi. À, bây giờ mình phải thu nhỏ lại để đi gặp Trinh thôi, tình yêu của ta. Anh em ơi, hôm nay mình đã lợi dụng sức mạnh của Nightmare San để đánh đuổi tên quỷ Among Us này chứ không chúng mình chịu đấy. Mà nói thật với anh em nhá, chưa bao giờ thì cũng đời mình nó gặp một tên San nào nhá, đó chính là Nightmare mà lại còn biến được thành khổng lồ. Đúng rồi. San đầu tiên đấy biến thành khổng lồ được nhở. Lần trước toàn gặp San biết bay thôi. Cảm ơn anh em xem video này nhá. Anh em nhớ kiểu như là thích San nào này, rồi thích quỷ nào này, comment dưới video này nhá, mình sẽ làm lần được theo yêu cầu của anh em nhá. Anh em nhớ ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh Tân Pari nhá. Anh hỏi thật nhá, em có thích cái tên Nightmare San này không? Không, trời ơi, vừa xấu vừa điên này ai làm yêu. À, tên hắn bị mình lừa đấy, kiểu lừa rồi. Đánh em mong ớt thôi đúng không? Chuột đi, nó tìm bây giờ. Anh em ơi, bye bye anh em nhá. Trời ơi, đây rồi, ra gặp người yêu Trinh thôi. Trinh đi, Tân Pari đâu rồi nhỉ? Ôi trời ơi.